chào các bạn. Hôm nay á, Hoa Trang sẽ làm món gì? Món to lên các bạn nghe nè. Kem dưa hấu. Trời ơi, à bây giờ mình cần cái gì Hoa Trang? Mình cần cái gì đây? Dưa hấu nè. Thường và không thể thiếu cái gì? Khuôn kem. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thôi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bỏ dưa hấu vào cái này. Mình rây mình để mình lấy nước nha các bạn. Đâu bây giờ phải cho lấy cái muỗng đâu. Em múc mau với mẹ một miếng dưa hấu bỏ vào đây đi. Múc một miếng vào đây đi. Đây nè con, đây nè. Rồi vô đây nha. Rồi con một miếng rồi, mình làm một miếng trước nha. Rồi dầm đi chân. Dầm cho nó ra nước đó. Rồi dầm nhỏ ra trước đã. Dầm nhỏ ra. Rồi các bạn ơi, dưa hấu á, là mình phải chọn cái trái á, mà nó phải đỏ, nó tươi như vậy nè, nó mới ngọt, làm mới ngon nha các bạn. Và mình ấn nó xuống như vậy nữa. Đây ăn được. Đâu các bạn nhìn Hoa Trang này, Hoa Trang làm phụ mẹ đó các bạn. Làm ra. Rồi, dạ. Đây nước rớt ra ngoài luôn con. Nè. Bao nhiêu đây là đủ lắm rồi đó. Như đây là nhiều lắm rồi. Nhiều lắm rồi. Được rồi Hạ Chanh. Cất cái này đi. Khoan từ từ. Các bạn ơi, mẹ Chanh nghĩ là nước dưa hấu này đã rất là ngọt rồi. Mình không có cần phải bỏ đường nữa đâu. Tại vì á, đường nhiều sẽ không có tốt cho sức khỏe đâu ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vào khuôn kem đi các bạn. Đây, Hoa Chanh. Cho nhìn nè. Ô, đã quá. Đây, đúng rồi, Hoa Chanh mở khuôn kem cho mẹ đi. Với lại các bạn ơi, bao nhiêu đây á, là mẹ Chanh chỉ làm một góc tư của trái dưa hấu thôi. Dưa một nửa trái hồi nãy là mẹ Chanh phải cắt làm đôi nữa đó. Tại vì nó nhiều lắm. Mẹ Chanh phải để dành một ít. Như đây là dư rồi. Bây giờ mình múc vô nha. Xách mẹ múc xong Hoa Chanh đậy vô nha. Hột nữa nè, cái này cũng xin ngớt hột ra. Mà không thì để cũng được, để cho nó thật. Hấp dẫn quá. Bỏ ra nữa. Đâu, ở đâu nữa? Là hấp dẫn quá các bạn ơi. Bỏ ra nữa. Để mẹ Chinh vớt hột ra đã. Rồi. Gần hoàn thành rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ Hoa Chanh cắm vào cho mẹ nào. Cắm cho khớp nha. Ok. Còn một cái nữa. Ta-da! Hoàn thành rồi các bạn ơi. Đâu, Hoa Chanh khoe thành quả cho các bạn xem đi. Đây nè. Hoa Chanh gì các bạn kìa. Các bạn
Ơi, Hoa Chanh và mẹ Trinh đã làm xong 4 cây kem dưa hấu rồi. Bây giờ mình để làm, mình làm gì Hoa Chanh? Để bỏ vô cái rạn ăn đá. Mình sẽ bỏ vào ngăn đá tủ lạnh. Ngày mai mình sẽ có kem ăn nha các bạn. Ba các bạn đi coi. Cái canh đá lại để mở ra ăn. Rồi ba các bạn đi coi. Bye bye các bạn.